Tác phẩm của nghệ sĩ Kate Haring không có tiêu đề, được vẽ vào năm 1984, kỷ niệm bước khởi đầu của kỷ nguyên kỹ thuật số với hình ảnh chiếc máy tính làm trung tâm. Bức tranh ước tính có giá từ 3,9 đến 4,5 triệu bảng Anh. Nhà đấu giá Christie cho biết bức tranh có thể được thanh toán bằng tiền điện tử Bitcoin hoặc Ether. Trên thực tế, bức tranh này có lẽ là bản vẽ đầu tiên về một chiếc máy tính. Đó là vào năm 1984, khi máy tính Apple Macintosh lần đầu tiên được ra mắt. Vì vậy, nó thực sự là một phần của lịch sử. Buổi đấu giá của Christie còn xuất hiện các tác phẩm nổi tiếng khác của danh họa Giacometti và Picasso với mức giá lên tới hàng chục triệu bảng.